Giới thiệu với các bạn một cái hệ thống rửa xe tự động của nhà mình nha. Đây là hệ thống rửa xe tự động không tốn tiền điện, không tốn tiền nước luôn. Bắt đầu nào. 1, 2, 3, let's go. Bạn thấy không? Nước là nước mưa. Giờ chạy tới cho các bạn xem lại lần nữa này. Bắt đầu vô. Đổi bên. Đây, bye bye. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn.